Hello, xin chào mọi người nha. Hiện tại là mình vừa cắt kỹ, vừa tái khám mũi 9 ngày tuổi nha, vừa đến tháo nẹp cho em gái này. Thì mọi người có thể nhìn đây là cái dáng mũi trước khi làm nha. Sau khi làm, đây là cái mũi trước khi làm này. Đây là đầu mũi của khách hàng lúc chưa làm. Trụ mũi rất là thấp và hai cánh mũi này nó hơi bị to bè. Từ rãnh lệ này, từ rãnh lệ trên mắt này chạy thẳng xuống và nó đụng cái cánh mũi này, nó hơi bị dư ra nhiều. Và phần góc nghiêng thì nhìn nó hơi bị, đầu mũi hơi bị tròn. Và cái sóng của em gái này nó hơi bị gồ ở phần này. Nhưng mà sau khi làm xong thì mọi người có thể nhìn ra là dáng rất là cao lên là bay. Nhưng mà đặc biệt là cái độ lượng của phần sóng thì nó chỉ có rất là ít, nó không bị thô phần này. Nó vừa đủ mềm mại, nó cũng không bị thô. Nên những cái dáng mũi như thế này thường thường là các bạn gái rất là thích. Và mọi người cùng xem là cái góc thẳng để mình đã làm nha. Đây, mọi người có thể nhìn này, đây là góc thẳng của khách hàng này. Thì nhìn sóng nhìn rất là thẳng và mượt mà. Phần từ bờ mi này chạy thẳng ra, sử dụng một cái góc mũi ở đây. Ok. Và đánh giá cái phần đầu mũi nha. Mọi người có thể nhìn xem này, đầu mũi hiện tại là đã được dựng nhô lên thành chiếc mũi chữ A, nghe giống như những em gái Hàn Quốc vậy. Trong quá trình làm việc thì nâng mũi thì bên thẩm mỹ Mr. Lee tư vấn khách hàng rất là kỹ, làm ra những sản phẩm thật là mềm mại tuyệt vời như thế này. Nếu như mọi người mà ai có nhu cầu nâng mũi không biết làm ở đâu thì hãy đặt lịch cho bên Mr. Lee nha. Bây giờ mình sẽ quay một góc ngang như thế này để cho khách hàng cùng chiêm ngưỡng nha. Cái dáng mũi rất là hài hòa. Đấy, đây là hiện tại là bên thẩm mỹ Mr. Lee đang quay cam thường 100%, nên mọi người yên tâm, không có kỹ xảo hay là chụp áp gì, nên mọi người yên tâm nha. Đây là hiện tại mình đang làm quay video thật, những hình ảnh rất là chân thật gửi đến quý khách hàng. Mọi người có thể ngắm mũi nha. Em có hài lòng với dáng mũi này không em? Có. Có. Ok, em gái đã rất là xinh hơn nhờ cái dáng mũi này rồi. Ok, và còn đây một em nữa nè. Hiện tại em gái cũng đã đăng mũi được một cùng với bạn này nha. Lát nữa mình sẽ tháo nẹp cho em gái này. You and I know I shouldn't care. There are better things to do than to spend my